Hôm nay, Tổ công tác số 2, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương về tình hình và kết quả triển khai thực hiện các chính sách thu hút đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. Trên địa bàn tỉnh Bình Dương, do bà Nguyễn Thị Thanh Mai, trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến khảo sát thực tế tại Trung tâm Y tế thành phố Thuận An và một số cơ sở y tế trên địa bàn thành phố. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Thuận An, hiện nay tỷ lệ nghỉ việc tại đơn vị này vẫn đang tăng, chủ yếu là chức danh điều dưỡng. Số lượng người làm việc với chức danh bác sĩ tạm thời đáp ứng đủ, tuy nhiên đa phần là bác sĩ trẻ mới ra trường. Hiện tại trung tâm chỉ đảm bảo chi lương, không có phần thu nhập tăng thêm cho nhân viên y tế. Cơ sở vật chất xuống cấp, môi trường làm việc kém cũng đã ảnh hưởng đến việc giữ chân các cán bộ y tế làm việc tại địa phương. Tại buổi giám sát, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã đặt nhiều câu hỏi để ghi nhận thêm về việc thu hút đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực y tế tại Thuận An. Việc nhân viên y tế nghỉ việc ngoài nguyên nhân do thu nhập thì còn nguyên nhân nào không? Việc đào tạo, bồi dưỡng hiện đã đáp ứng được nhu cầu của y tế địa phương. Làm sao để giữ chân nhân viên y tế để họ gắn bó với ngành lâu dài? Những vấn đề này đã được các cán bộ y tế Thuận An chia sẻ rất chân thành. Những thông tin thực tế từ buổi khảo sát sẽ là cơ sở để đoàn giám sát kiến nghị điều chỉnh nghị quyết 05 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về thu hút nguồn nhân lực trong thời gian tới. Nếu mà một cơ sở y tế có thể tự chủ hiệu quả thì lương, thu nhập và kể cả việc là hỗ trợ đào tạo nó sẽ tốt, lương, thu nhập nó sẽ cao. Thì đó mới chính là cái giải pháp căn cơ lâu dài để giữ chân nhân viên ngành y tế. Còn nếu như chúng ta cứ suy nghĩ đến cái việc là sử dụng ngân sách để giữ chân nhân viên ngành y tế thì tôi nghĩ là cần phải có một nguồn lực rất là lớn và rất là lâu dài. Thì e rằng là trong trước mắt cũng chưa thể đáp ứng được liền những cái mong mỏi của lực lượng nhân viên y tế. Nhưng mà tôi nghĩ là cần tháo gỡ những cái vướng mắc trong cái cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập của ngành y tế. Cũng trong buổi làm việc, tổ công tác cũng trao đổi riêng để lắng nghe tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các bác sĩ điều dưỡng. Trong ngày hôm nay, đoàn giám sát cũng đến khảo sát thực tế tại một số cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Thuận An.